Lan Anh chào quý vị và các bạn. Anh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin Thế giới Gôn ngày 15 tháng 2 trên kênh thể thao Gôn HD. Chuyển sang những diễn biến từ làng gôn trong nước. Hôm qua, ngày thi đấu thứ 5 của giải đấu Bamboo Airways Spring 2020 đã khép lại và ban tổ chức đã vinh danh những golfer xuất sắc nhất trong ngày thi đấu vừa qua. Sau ngày thi đấu thứ 5 khá thành công, 14 tay gôn xuất sắc đã được ban tổ chức vinh danh ở các hạng mục Nearest to the Pin, Longest Drive, nhất, nhì, ba ở các bảng ABC. Những gương mặt này đều nhận được cúp lưu niệm cùng các phần quà đến từ hãng hàng không Bamboo Airways hay FLC Bizkom. Đến thời điểm hiện tại, giải Best Rose vẫn đang thuộc về tay gôn Kang Jung-ku, trong khi giải thưởng Hole-in-One trị giá 15 tỷ vẫn chờ đợi chủ nhân của mình. Cũng trong hôm qua, sự kiện chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong năm 2020, VPG Tour Vinpearl Hải Phòng Championship đã kết thúc vòng đầu tiên trên sân Vinpearl Hải Phòng với vị trí dẫn đầu thuộc về tay gôn người Nhật Yoji Okuma, người sở hữu thành tích 1 gậy dương. Ở các vị trí tiếp theo thuộc nhóm đầu trên bảng xếp hạng, lần lượt là các đại diện khác đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, bao gồm gương mặt đã giành 3 danh hiệu VPG Tour 2019 là Park Sang-ho, người đạt kết quả 5 gậy dương. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh European Tour và Asian Tour, thì ở mùa giải năm nay, VTV Cup cũng đã sở hữu bản quyền phát sóng các giải đấu đáng chú ý nhất của hệ thống LPGA Tour. Xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem các giải đấu này trên kênh thể thao Gôn HD. Ngoài ra, có rất nhiều những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế hấp dẫn khác sẽ có trên ứng dụng OnMe và hoàn toàn miễn cước 3G và 4G. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!